Tỷ phú Hồng Kông Chu Lập Cơ giúp vợ là Trương Mỹ Lan rút 19.500 tỷ đồng của SCB như thế nào? Ông Chu Lập Cơ có quốc tịch Hồng Kông, là chồng của Trương Mỹ Lan và đã dùng tòa nhà Times Square để thế chấp khống, giúp vợ rút hơn 19.500 tỷ đồng của SCB. Tính cả lãi, khoản nợ này gây thiệt hại hơn 39.200 tỷ cho ngân hàng. Tại kết luận mới ban hành, cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị Viện Kiểm sát truy tố Trương Mỹ Lan, chủ nhóm doanh nghiệp Vạn Thịnh Phát và ngân hàng SCB về 3 hành vi gồm đưa hối lộ, vi phạm quy định trong hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản. Bà Lan bị cáo buộc tham ô hơn 304.000 tỷ đồng của SCB, lập khống các hồ sơ, rút tiền của ngân hàng ra chi tiêu, gây thiệt hại 498.000 tỷ đồng. Người phụ nữ này còn hối lộ 5,2 triệu USD cho một cục trưởng thanh tra của ngân hàng nhà nước để được bao che vi phạm. Trong vụ án, chồng bà Lan là bị can Chu Lập Cơ, bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Ông Chu Lập Cơ sinh năm 1956, quê gốc ở Quảng Đông, nhưng đã thường trú tại Hồng Kông và được chính quyền đặc khu cấp hộ chiếu. Vị này được cho là tỷ phú, sở hữu nhiều bất động sản từ Việt Nam đến Hồng Kông. Ở Việt Nam, vợ chồng ông Cơ, bà Lan cùng sống tại một chung cư ở quận 3 thành phố Hồ Chí Minh và có với nhau hai con chung. Hiện tại, ông Cơ bị giam tại trại tạm giam công an tỉnh Hà Nam, còn bà Lan bị tạm giam tại Hải Dương. Ông Cơ bị cáo buộc là chủ tịch công ty Times Square Việt Nam và cùng Trương Mỹ Lan điều hành hoạt động, triển khai dự án tòa nhà Times Square. Đây là khu liên hợp văn phòng, khách sạn, căn hộ cao cấp, trung tâm thương mại tại quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Giai đoạn 2009-2012, Chu Lập Cơ đồng ý cho vợ sử dụng tài sản là quyền sử dụng đất và tài sản hình thành trong tương lai tại tòa nhà Times Square để đứng tên các khoản vay của cá nhân tổ chức do bà Trương Mỹ Lan chỉ định. Số tiền này được dùng cho mục đích cá nhân của người phụ nữ. Trương Mỹ Lan sau đó dùng tòa nhà Times Square để làm tài sản đảm bảo cho 46 khoản vay trị giá 19.500 tỷ đồng. Đến nay, tính cả dư nợ lãi, các khoản nợ này lên tới 39.200 tỷ đồng và không có khả năng thanh toán. Trong việc này, ông Chu Lập Cơ bị cáo buộc ký các biên bản giúp bà Lan dùng tòa nhà vay tiền tại ngân hàng SCB. Đến năm 2017, các khoản nợ đến hạn nhưng ông Cơ tiếp tục ký biên bản đảm bảo số dư nợ theo danh sách các khách hàng khống của SCB và thực chất các khách hàng này chỉ đứng tên vay tiền cho bà Lan. Ngoài hành vi trên, vợ chồng Chu Lập Cơ, Trương Mỹ Lan còn bị khởi tố để điều tra về tội rửa tiền, nhưng việc này được tách hồ sơ xử lý ở giai đoạn sau vụ án.